Hello, hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với Vườn Sài Gòn. Vườn Sài Gòn tọa lạc tại 171 Nguyễn Văn Khối, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, là một siêu thị vật tư nông nghiệp cung cấp khay, phân, chậu, đất, hạt, giống, dụng cụ làm vườn. Và hôm nay, trước mặt các bạn đây là các bạn có thấy là hàng rào trắng rất là xinh xắn không? Khi mà các bạn có một cái khu vườn thì chắc hẳn là các bạn đều muốn có một cái hàng rào trắng nhìn rất là sang trọng xung quanh cái khu vườn của mình đúng không nào? Tuy nhiên đây là cái hàng rào bằng gỗ, nó khá là chắc chắn và phải mất thời gian thi công và tốn rất là nhiều chi phí. Còn ở nhà bạn thì sao? Nếu mà bạn chỉ có một khu vườn nhỏ, một ban công nhỏ hay là một ngôi nhà búp bê chẳng hạn mà bạn vẫn muốn có một hàng rào trắng xinh xắn quanh khu vườn của mình thì bạn đâu thể mà thiết kế một cái hàng rào như thế này đúng không? Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm đặc biệt của Vườn Sài Gòn, đó là hàng rào nhựa trắng. Nó có rất nhiều kích cỡ khác nhau thì sẽ phù hợp với khu vườn nhỏ nhà bạn, thậm chí là nó phù hợp ở ban công, phù hợp với những khu vườn sen đá, xương rồng hoặc là ngôi nhà búp bê của bạn luôn. Thì bây giờ bạn hãy theo chân mình vào Vườn Sài Gòn để mình thiết kế cái hàng rào nhựa trắng xung quanh khu vườn xem nó như thế nào nhé. Đây nè các bạn, ở đây là ba mẫu hàng rào nhựa trắng của Vườn Sài Gòn với ba cái kích thước khác nhau. Ở trên tay của mình đây là hàng rào nhựa với cái kích thước nhỏ nhất nè các bạn, là nó dài 55cm và độ cao là khoảng 14cm thôi. Ở dưới đây còn có cái đầu nhọn để mình cắm xuống đất một cách dễ dàng luôn. Thì cái hàng rào nhỏ này nó phù hợp với vườn xương rồng, sen đá nè, hoặc là mình thiết kế hàng rào xung quanh những cái ngôi nhà đồ chơi, ngôi nhà búp bê các bạn. Rất là dễ thương đúng không? Đây là cái loại mini nhỏ nhất. Thì ngoài ra mình còn có hai loại này với hai cái kích thước lớn hơn để cho các bạn thiết kế cái khu vườn lớn của các bạn. Cái hàng rào này có kích thước là 30x30. Thì nó không có cái đầu cắm nhọn như cái loại nhỏ nhất nha các bạn. Mà cái này để mà muốn nó đứng được thì các bạn sẽ tạo thành những cái góc cạnh hoặc là những cái hình chữ nhật xung quanh, rào xung quanh cái cây á, thì nó sẽ đứng được. Đây, nó sẽ nối với nhau bằng hai cái bản lề, rất là xinh xắn rồi các bạn. Thí dụ như mình sẽ nối hai cái miếng ghép này lại với nhau nha các bạn. Đây, cho nó vô hai cái bản lề. Các bạn xếp hai cái bản lề nó song song với nhau. Rồi mình đẩy nó lên. Đây là nó dính lại nha các bạn. Là mình có thể lắp ghép hoặc là mình mở ra mở vô rất là dễ dàng. Tương tự với cái loại hàng rào trắng với kích thước lớn nhất. Cái này là kích thước cao 50cm, ngang 30cm. Này là thiết kế cho những cái khu vườn lớn luôn nè các bạn. Với cái nhựa này thì nó gọn nhẹ, dễ dàng lắp ráp. Và khi mà nó bị lấm bẩn các bạn thì mình lấy khăn ướt mình lau chùi rất là dễ luôn. Và nó cũng lắp ráp với nhau, hai miếng nó sẽ lắp ráp với nhau bởi những cái bản lề như thế này, là giống cái kích thước 30x30. À, bây giờ thì mình sẽ đem những cái hàng rào này mình lắp thực tế xem như là nó khiến cho cái khu vườn của mình nó xinh lung linh lên như thế nào nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ đem nó ra và lắp. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình lắp cái hàng rào loại nhỏ nhất này vô để che xung quanh cái chậu đang trồng cây này, xem các bạn coi nó có đẹp hơn không nha. Thực tế thì cái này nó cũng không phù hợp lắm, nhưng mà hiện tại mình không có một cái vườn sen đá hoặc là xương rồng để mà mình làm thử cho các bạn coi, cho nên mình sẽ thiết kế nó trên cái chậu này thôi. Thì hai cái miếng hàng rào nhỏ này nè các bạn, nó sẽ được liên kết với nhau bởi hai cái nút ở chỗ đây. Nhìn nó như vậy thôi chứ khi mà nó kết nối lại với nhau thì nó rất là chặt nha các bạn. Đây mình bấm mạnh xuống. Rồi, và bây giờ mình sẽ rào nó xung quanh cái chậu trồng bắp này. Rồi, sau khi mình nối khoảng cái này ba miếng hàng rào lại với nhau, mình sẽ rào nó lại xung quanh cái chậu. Nó có mấy cái đầu ghim, các bạn ghim xuống. Với cái độ dài 55cm thì các bạn đo cái khu vườn của mình xem là cần cái diện tích bao nhiêu
thì mình chọn cho nó phù hợp với số lượng cái miếng hàng rào để mình ghim cho nó đủ nha các bạn. Đó, rất là đơn giản phải không? Chỉ cần như vậy thôi là nó dính rất là cứng chắc rồi. Nếu mà các bạn thiết kế những cái ngôi nhà đồ chơi mà có hàng rào xung quanh như thế này là rất là đẹp luôn ha các bạn. Với độ cao là khoảng 14cm. Nhìn đẹp hơn lúc đầu rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ thiết kế cái hàng rào trắng xung quanh khu vườn của mình hiện tại này xem là nó có đẹp hơn nhiều không nha các bạn. Các bạn thấy không? Cái góc vườn này nè nó đang sức mẻ, rất là xấu xí. Bây giờ nếu mà muốn trang trí lại cho nó nhanh chóng thì mình đâu thể nào mà mình kêu thợ hoặc là mình mua xi măng về mình xây lại như thế này thì nó sẽ rất là mất thời gian đúng không các bạn? Bây giờ mình sẽ trang trí nó bằng hàng rào trắng. Xong rồi đó các bạn, rất là tiện lợi và rất là nhanh chóng đúng không? Là mình đã thiết kế lại cái khu vườn này với hàng rào trắng nhìn rất là sang trọng và rất là dễ thương luôn. Bây giờ mình cũng có một cái chậu cây này nè các bạn. Thì tưởng tượng nếu mà mùa Giáng sinh mà các bạn muốn trang trí xung quanh cây thông Noel thì làm thế nào? Mình sẽ lấy cái hàng rào kích thước 30x30, mình sẽ rào quanh cái cây thông Noel của mình. Tất nhiên là tưởng tượng thôi nha các bạn, tại vì mùa này thì mình chưa có cây thông Noel đâu. Thì mình sẽ dùng cái hàng rào với kích thước 30x30 mà nãy mình nói với các bạn đó. Nó được liên kết với nhau bằng hai cái bảng lề như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ rào quanh cái cây thông Noel tưởng tượng của mình nha các bạn. Như thế này. Hoặc là cái kiểu dáng nào tùy các bạn lựa chọn, tùy thẩm mỹ của mỗi người thôi. Mình sẽ rào xung quanh nó lại. Đấy, bằng cái khung rất là chắc chắn rồi. Sau đó mình sẽ để những trang trí những cái món quà xung quanh. Thấy không các bạn, chỉ cần cái loại hàng rào đơn giản thôi mà có quá nhiều cái ý tưởng để mà trang trí lại khu vườn. Thì nhìn khu vườn của bạn rất là xinh xắn, rất là đáng yêu. Để biết thêm thông tin về sản phẩm thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp với Vườn Sài Gòn qua số hotline 0909 123409 hoặc là mua hàng trực tiếp tại website vườnsaigon.vn. Ngoài ra là để mà được các bạn kỹ sư nông nghiệp tư vấn kỹ hơn về các sản phẩm, các bạn đừng ngần ngại chat với chúng tôi qua fanpage Facebook Vườn Sài Gòn nhé. Vườn Sài Gòn với phương châm là chúng tôi mong muốn làm phong phú thêm đời sống tinh thần của các bạn thông qua việc làm vườn và vui với thiên nhiên. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình hy vọng rằng các bạn sẽ trang trí lại khu vườn của các bạn để khu vườn của các bạn cũng sẽ đẹp lung linh như thế này đây. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào những cái sản phẩm tiếp theo nhé. Xin chào.